âm mưu phía sau vụ tấn công nhà máy điện hạt nhân. Quang Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi các diễn biến chiến sự mới nhất tại khu vực biên giới nước Nga. Cùng với đó là vụ tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia mà Moscow và Kiev đều đang đổ lỗi cho nhau. Vậy thì ai là thủ phạm và động cơ của họ là gì? Ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Tuyệt vọng leo thang, Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân để tống tiền phương Tây. Môi trường địa chính trị ở Đông Âu và Trung Đông đã nóng lên nhanh chóng. Đặc biệt, Ukraine đã trở thành tâm điểm chú ý khi mà nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhia bị tấn công bằng máy bay không người lái vào hôm 11 tháng 8. Châu Âu đã thở phào nhẹ nhõm khi mà cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế báo cáo rằng sự cố này không ảnh hưởng đến an toàn hạt nhân. Người ta đã phát hiện thấy những cột khói đen bốc lên từ tháp giải nhiệt, nhưng 6 lò phản ứng của nhà máy hạt nhân này hiện đã ngừng hoạt động và đang chuyển sang chế độ làm nguội. Do đó, thời điểm hiện tại thì vụ tấn công chưa gây ra mối nguy hiểm thực sự nào. Tuy nhiên, sự kiện này vẫn khiến cho giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế phải lên tiếng kêu gọi chấm dứt các hành động nguy hiểm ngay lập tức. Giữa làn sương mù chiến tranh, Ukraine và Nga đều đang đổ lỗi cho nhau về vụ việc. Tổng thống Zelensky xác nhận trên X rằng những kẻ xâm lược Nga đã đốt phá nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Trong khi đó, phía Nga cho rằng vụ cháy này là hậu quả trực tiếp từ việc Ukraine pháo kích vào thành phố Energoda. Có một sự thật đó là Nga hiện đang là bên kiểm soát nhà máy, cho nên đương nhiên là họ không có lý do gì để gây nguy hiểm cho chính mình. Cho nên nhiều người đang suy đoán là Ukraine mới là thủ phạm đứng sau vụ tấn công. Vậy thì tại sao Kiev lại phải thực hiện hành động tuyệt vọng này? Đầu tiên có thể nói rằng đây là một tín hiệu mạnh mẽ gửi đến các đối tác phương Tây. Như chúng tôi đã từng phân tích nhiều lần, cứ mỗi khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đối với Ukraine, thì chính quyền của ông Zelensky sẽ lại bắt đầu đe dọa các đồng minh của mình thông qua các hành động leo thang để cứu vãn tình thế. Kiev không chỉ đe dọa sẽ xô đổ các làn danh đỏ của Nga và gây ra mối đe dọa hủy diệt hạt nhân đối với toàn châu Âu, mà những gì đang xảy ra hiện nay thực chất là một vụ tống tiền hạt nhân kép. Các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào khu vực Kursk không chỉ nhằm cố gắng tiếp cận thị trấn Kuchatov, nơi có nhà máy điện hạt nhân Kursk tọa lạc, mà nó còn thể hiện sự tức giận của ông Zelensky đối với việc Nga kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Mục tiêu của quân đội Ukraine là chiếm được nhà máy điện hạt nhân Kursk trong một hoặc hai ngày đầu tiên của chiến dịch tấn công. Nhưng mà giờ đây thì có vẻ như nó đã thất bại thảm hại và đang được che đậy bằng nhiều trò leo thang nguy hiểm khác nhau nhắm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Rõ ràng rằng cuộc tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia vào hôm 11 tháng 8 cũng là một mối đe dọa kép đối với Nga. Nhà máy ở Zaporizhia có thể không hoạt động, nhưng mà nhà máy ở Kursk thì vẫn đang hoạt động. Và ông Zelensky có thể muốn dọa nạt người Nga rằng mục tiêu tiếp theo của họ sẽ là nhà máy này. Còn đối với phương Tây, việc Ukraine tấn công nhà máy hạt nhân hiển nhiên là để gây áp lực để phương Tây phải cung cấp thêm viện trợ theo kiểu: hãy gửi mọi thứ chúng tôi cần, hoặc là chúng tôi sẽ kéo cả thế giới xuống địa ngục bằng một vụ nổ hạt nhân. Như vậy là có thể thấy, cuộc tấn công nhắm vào nhà máy hạt nhân Zaporizhia là hệ quả từ thất bại của chiến dịch Kursk và cho thấy nỗi ám ảnh của chính quyền Zelensky với các nhà máy hạt nhân. Đây là một quân bài tẩy để có thể vừa tống tiền cả phương Tây lẫn tống tiền cả Nga. Kiev gậy ông đập lưng ông. Ngày hôm qua, chính quyền vùng Kursk của Nga thông báo là Ukraine kiểm soát 28 khu định cư trong khu vực và tiến sâu được 12 km vào trong lãnh thổ Liên bang Nga. Trong khi đó, truyền thông Ukraine bác bỏ thông tin này và dẫn nguồn tin của kênh Deep State thông báo rằng quân đội nước họ đã chiếm được 44 khu định cư. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Ukraine đã cố gắng đột phá vào các khu vực định cư là Martinovka, Boki, Korenevo và Kauchuk, nhưng tất cả đều bị đẩy lùi. Không có xác nhận nào về việc người Nga đã đánh mất các ngôi làng trên. Trong khi đó, một đoạn video được cho là của quân đội Ukraine xuất hiện ở đường vành đai gần Suza, với hàm ý là Ukraine muốn chứng minh họ có quyền kiểm soát hoàn toàn với thị trấn này. Nhưng video đó đã bị phía Nga phủ nhận và cho biết khoảng 30% thị trấn vẫn nằm trong vùng xám. Vấn đề lớn nhất hiện nay của chúng ta đó là sương mù chiến tranh đang bao trùm mọi thông tin và nó đã cho phép các nguồn tin của phương Tây cũng như Ukraine bịa đặt ra nhiều cuộc tấn công giả mạo khác nhau ở khu vực Kursk. Trên thực tế thì lực lượng Ukraine đã bị đẩy lùi và hiện chỉ chiếm được một khu vực nhỏ xung quanh thị trấn Suza. Quân tiếp viện của Nga tạo ra một lớp phòng thủ mạnh và lực lượng Ukraine hiện tại phải đào hào xung quanh thị trấn Suza tìm kiếm chỗ ẩn nấp, trong khi phía Nga tăng cường sử dụng UAV tại khu vực này. Bản đồ cho thấy hình ảnh thực tế tại Kursk với các vòng tròn màu trắng là biểu thị vị trí xa nhất mà nhóm trinh sát Ukraine tiếp cận được một cách vô nghĩa. Trong khi các khu vực màu đỏ là nơi Nga hiện tại đang chiếm lại, và thực tế là Ukraine không thể giữ được bất kỳ một lãnh thổ nào khi quân tiếp viện của Nga xuất hiện.
Các cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào vùng Kursk dường như đã dừng lại. Các tuyến đầu đang được củng cố và phía Nga đã sử dụng ưu thế về pháo binh và ném bom để áp đảo đối phương. Thành công chính của Ukraine trong 2 ngày mở đầu chiến dịch tấn công vào vùng Kursk hoàn toàn là nhờ tốc độ tiến quân nhanh và bất ngờ. Bộ binh hạng nhẹ của họ không có được ưu thế về địa hình để chấn giữ các lãnh thổ chiếm được. Khi Ukraine lựa chọn cách đào công sự để giữ vững một số vị trí chiếm được, thì người Nga sẽ nhấn chìm họ trong một biển bom lượn và pháo binh áp đảo, giống như những gì đã diễn ra tại đầu cầu làng Krynky. Trên thực tế, một số nhà quan sát còn lo ngại rằng Điện Kremlin có thể còn cố tình trì hoãn việc trục xuất binh sĩ Ukraine ra khỏi lãnh thổ của mình để có cơ hội nghiền nát các đơn vị tinh nhuệ còn lại của Ukraine. Vấn đề là càng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy không chỉ cuộc tấn công vào Kursk trở nên thảm họa, mà Tổng thống Zelensky đang còn hy sinh mặt trận Donbass để thực hiện trò chơi leo thang tệ hại này. Điều này giải thích tại sao các hướng Pokrov và Chasovja vẫn đang bị người Nga uy hiếp. Tờ Financial Times viết rằng các đơn vị Ukraine đã được rút lui khỏi mặt trận Donbass để tập trung chiến đấu ở Kursk. Đồng thời còn cho biết là Ukraine sử dụng cuộc tấn công Kursk để cải thiện vị thế của mình trong các cuộc đàm phán tiềm năng bởi vì nước này đang mất lãnh thổ và quân số ở miền đông. Và họ cũng vẫn đang vật lộn để giải quyết tình trạng thiếu đạn dược và nhân lực này. Tờ Economist sau đó cũng đã xác nhận điều tương tự và còn cho biết là phía Nga hầu như không phải chuyển quân dự trữ từ Donbass trở về Kursk. Họ chỉ chuyển một ít quân khỏi mặt trận Kharkov. Nói tóm lại, Ukraine đã rút các đơn vị tinh nhuệ của mình khỏi các mặt trận quan trọng để thực hiện màn leo thang điên rồ này. Trong khi phía Nga gần như không phải chuyển quân, họ sử dụng khoảng 80% lực lượng dự bị ở hậu phương và chỉ dùng đến 20% lực lượng được rút khỏi Kharkov. Bởi vì về mặt địa lý thì Kharkov gần với mặt trận Kursk. Chiến dịch quân sự phiêu lưu tại Kursk của Ukraine đã và đang phải đối mặt với những nguy cơ lớn. Ngay trong đoạn mở đầu của tờ Economist, các chuyên gia phương Tây đã mô tả cách bom lượn Nga tàn phá đơn vị chiến đấu của Ukraine thông qua các lời tường thuật về tình hình bi đát tại một bệnh viện ở Sumy như sau. Thông tin từ những người bị thương ở Ukraine cho thấy mọi chuyện không hề dễ dàng và vẫn còn rất nguy hiểm. Khu bệnh viện nồng nặc mùi đất, máu và mồ hôi. Trong sân, những bệnh nhân, một số cuốn băng từ đầu đến chân như xác ướp, đang hút thuốc. Ango, một lính dù 28 tuổi thuộc lữ đoàn 33, trông giống như một cây thông Noel. Anh đã tiến được vào lãnh thổ Nga khoảng 30 km thì bị thương. Hiện tại thì các bệnh viện ở Sumy đang tràn ngập người bị thương và điều này được chứng thực thêm qua những lời kêu gọi cuộc hiến máu lớn tại khu vực này. Ngày càng có nhiều nguồn tin phương Tây không chỉ đặt câu hỏi về tính logic của chiến dịch Kursk mà thậm chí còn thẳng thừng dự đoán là nó sẽ dẫn đến thảm họa cho quân đội Ukraine. Tờ The Spiegel vào hôm 10 tháng 8 đã đăng tải bài viết có tiêu đề gây chấn động rằng cuộc diễn tập ở Kursk có thể báo trước dấu chấm hết về mặt quân sự của Ukraine. Ngay khi hướng Kursk có dấu hiệu chững lại thì ngày hôm qua Ukraine đã cố gắng thăm dò để mở hướng mới trên mặt trận Belgorod bằng cách vượt qua biên giới tại trạm kiểm soát Kolotilovka. Nhưng họ đã thất bại và đơn vị Ukraine tham gia cuộc tấn công này phải chịu tổn thất lớn. Lực lượng Nga tại đó phần lớn đã kiềm chế được đối phương và giờ đây thì nó chẳng khác gì một cỗ máy xay thịt mới. Để cứu vãn tình thế thì chính quyền Kiev chỉ có hai cách, hoặc là phải đưa ngày càng nhiều lực lượng dự bị đến đây để tiếp viện, hoặc là họ phải rút lui nhanh chóng khỏi cái bẫy này. Máy bay không người lái và máy bay ném bom của Nga hiện tại đang dẫn đầu cuộc chiến tại biên giới. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng Ukraine mất phần lớn thiết bị bọc thép trong chiến dịch này. Có thể nói rằng tuần lễ tốt lành cho Ukraine bây giờ đã kết thúc. Các lữ đoàn tham chiến của họ tại Kursk càng ngày càng thu hẹp trở lại. Trong khi ở Donbass, New York, Chasovja và Torez thì họ sẽ sớm thất thủ. Có thể khẳng định là sẽ có nhiều người phải trả giá cho chiến dịch leo thang điên rồ của Ukraine tại Kursk. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Sisky, có thể sẽ phải rời khỏi chức vụ. Mặc dù áp lực tiến hành chiến dịch vô vọng này không phải là do ông ấy quyết định. Tờ The Times vào hôm 10 tháng 8 viết như sau. Dấu vân tay cá nhân của Tổng thống Zelensky hiện rõ trên đó. Trong nhiều tháng qua, Kiev đã công khai một bí mật rằng Tổng thống đã thúc đẩy các chỉ huy quân sự của mình phát động một cuộc tấn công vào mùa hè. Với những vấn đề về nhân lực và tài nguyên của Ukraine, các tướng lĩnh này đã do dự. Nhưng ông Zelensky tuyệt vọng muốn đảo ngược câu chuyện Ukraine đang thua trong cuộc chiến. Như vậy, ngày càng rõ rằng Tổng thống Zelensky tin là chiến dịch Kursk sẽ giúp ông ấy duy trì toàn bộ cuộc chiến và hy vọng hão huyền rằng cuối cùng ông sẽ trở thành bên thắng cuộc. Cho đến thời điểm này thì chưa có dấu hiệu nào cho thấy xã hội Nga bất ổn bởi hiệu ứng từ cuộc tấn công vùng Kursk của Kiev, mà trái lại chỉ càng làm gia tăng thêm chủ nghĩa dân tộc cứng rắn tại Moscow. Hôm nay đã bước sang ngày thứ 7 của chiến dịch tấn công Kursk. Chắc chắn là một tuần không thể đủ để thay đổi tình hình tồi tệ kéo dài nhiều tháng trên đất Ukraine. Do đó, lý do cuối cùng cho việc ông Zelensky leo thang trong tuyệt vọng có thể là để hủy bỏ các cuộc đàm phán. Kiev hiện tại đang bị mắc kẹt trong một vòng xoáy leo thang để sinh tồn.
bị thúc ép phải tiếp tục chiến tranh bằng mọi giá để ngăn chặn việc đánh mất quyền lực của mình. Và khi mà cuộc tấn công theo hướng Kursk và Belgorod đều gặp phải thất bại nghiêm trọng, thì chính quyền Tổng thống Zelensky tiếp tục nhắm đến một hướng tấn công mới khác để duy trì sức nóng của chiến tranh. Nguyên nhân nào khiến Belarus tăng cường quân sự dọc theo biên giới Ukraine? Giữa lúc vùng Kursk vẫn còn sặc mùi thuốc súng, thì hôm 10 tháng 8, Belarus tuyên bố rằng họ đã bắn hạ một số máy bay không người lái của Ukraine trên không phận của mình. Sau đó thì họ phát hiện ra rằng chúng chứa đầy các thiết bị điện tử của NATO. Ngay lập tức, phía Belarus đã quyết định tăng cường phòng thủ dọc theo biên giới phía nam của đất nước, và họ cũng đang cân nhắc đóng cửa Đại sứ quán Ukraine tại thủ đô Minsk. Điều này diễn ra sau khi Ukraine tăng cường đột nhập quân sự vào biên giới Belarus một tháng trước, cũng như vụ việc Ukraine đang tấn công khu vực Kursk của Nga. Dù việc đánh giá chính xác tình hình ở khu vực Kursk là rất khó khăn, nhưng hầu hết các báo cáo đều chỉ ra rằng cuộc tấn công của Ukraine đã dừng lại. Do đó, nhiều khả năng là Bộ Tổng tham mưu Ukraine phóng UAV xâm nhập vào Belarus là để thăm dò các điểm yếu dọc theo biên giới giữa hai nước. Tốc độ đột phá trong 2 ngày đầu của Ukraine tại vùng Kursk có thể là một bài học để thúc đẩy họ thử áp dụng nó lại với Belarus. Còn quá sớm để có thể đưa ra kết luận là vì sao Ukraine lại khiêu khích Belarus, nhưng mà nhìn chung thì nó sẽ không nằm ngoài mục tiêu là ép buộc Moscow phải điều chuyển một số quân ở mặt trận Donbass đến các khu vực khác. Belarus cũng là một lựa chọn hấp dẫn đối với Ukraine, bởi vì so với bất kỳ một lựa chọn nào khác thì Ukraine tin là phương Tây đang ngầm thỏa thuận với nhau rằng sự tham gia trực tiếp của Belarus vào một cuộc xung đột sẽ là điều kiện để NATO can thiệp vào Ukraine. Và từ đó có thể làm giảm áp lực cho Kiev, đồng thời có thể khiến cho Nga phải dừng bước tiến của mình tại Donbass. Tất nhiên, NATO thực tế là có thể từ chối can thiệp vào Ukraine nếu như họ là bên khiêu khích Belarus trước. Nhưng mà ông Zelensky vẫn sẽ đánh cược tất cả. Khi mà tình hình trở nên nghiêm trọng thì họ có thể thúc đẩy được NATO can thiệp để bảo vệ chính quyền của ông. Và khi mà đã đến bước đường cùng thì hiển nhiên Ukraine sẽ phải cố gắng mở mọi cuộc xung đột theo mọi hướng có thể để cứu vãn tình thế của mình. Có điều là mọi người dường như đã quá tập trung vào cá nhân Tổng thống Zelensky và họ cho rằng ông ấy là người đứng sau mọi kế hoạch. Nhưng mà trên thực tế chưa hẳn đã là như vậy. Tờ Bloomberg mới đây đã đăng tải bài viết có tiêu đề: các đồng minh của Ukraine đang lo lắng về quyền lực của trợ lý hàng đầu trong Zelensky. Người trợ lý mà bài báo này nhắc đến là Andrei Yermak. Ông ta đã trở thành người có quyền lực đứng thứ hai trong nước trong 2 năm rưỡi qua và thậm chí là còn có thể vượt trên quyền lực của cả Tổng thống Zelensky. Phe ôn hòa phương Tây tin rằng chính văn phòng Andrei Yermak, vốn là một nhân vật phục vụ đắc lực cho chủ nghĩa toàn cầu, đang là một trở ngại lớn đối với việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình. Thậm chí ông ta có thể là người đã ra quyết định tấn công vào vùng Kursk chứ không phải là Tổng thống Zelensky. Do đó, miễn là ông ta còn nắm quyền thì mọi kế hoạch leo thang của Ukraine sẽ không bao giờ bị dừng lại. Israel cho biết Iran chuẩn bị cuộc trả đũa lớn, Mỹ nhanh chóng triển khai tàu ngầm tới Trung Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant mới đây đã chia sẻ đánh giá mới nhất của tình báo Israel. Họ tin rằng Iran đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn vào Israel, đe dọa gây hại theo cách mà họ chưa từng làm trong quá khứ. Chính quyền của ông Biden cũng tin rằng một cuộc tấn công sắp xảy ra, ít nhất là trong vài ngày nữa. Cùng lúc đó, một viên chức cấp cao của Israel đã nói với ACS rằng người Iran công khai báo hiệu trên thực địa về quyết tâm thực hiện một cuộc tấn công mà quy mô vượt xa cuộc tấn công họ đã thực hiện vào tháng 4. Mỹ và các nước châu Âu đã cùng nhau kêu gọi Iran tránh xa các vụ trả đũa trong bối cảnh có báo cáo về hoạt động di chuyển và bố trí vũ khí đáng kể của Iran và Hezbollah. Ông Joe Biden cùng với các lãnh đạo Anh, Pháp, Đức và Ý đã đưa ra tuyên bố chung vào hôm 12 tháng 8, kêu gọi Iran phải từ bỏ các mối đe dọa tấn công quân sự nhằm vào Israel và cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh khu vực nếu như một cuộc tấn công như vậy xảy ra. Cùng với tuyên bố cảnh báo Iran, Mỹ đã tăng cường thế trận phòng thủ bằng cách triển khai tàu ngầm tên lửa dẫn đường USS Georgia đến khu vực Trung Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Austin cũng đã ra lệnh cho nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln phải tăng tốc quá trình di chuyển để nhanh chóng tiến đến khu vực nóng bỏng này. Về phía Israel, không quân nước này đã tăng cường tuần tra trên không phận Liban để phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa. Trước mùi lửa có nguy cơ bùng cháy này, ngay cả Vatican cũng đã cố gắng can thiệp để cuộc chiến không bùng phát. Tuy nhiên, giữa lúc căng thẳng như thế này, lực lượng phòng vệ Israel vẫn đang tiếp tục các hoạt động quân sự của mình, đặc biệt là các cuộc không kích bên trong dải Gaza. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các diễn biến Trung Đông trong các bài bình luận tiếp theo. Bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!